Ok, lên em. Vừa giải 30 phút nên lẩm nhẩm tí rồi. Chắc lại vô gói đọc vô phần tiếp thôi. Cũng chưa có gì làm. Thì tiện thể gần đây thì cũng lướt lướt mà SteamDB. Thì tối nay 0 giờ á, 0 giờ tối nay là bước sang ngày 10 tháng 10 thì có sự kiện là Temnet Fest. Đây. Cái sự kiện này thì anh em sẽ chơi được rất là nhiều game luôn. Hầu hết là miễn phí, tại vì đây là bản demo của game. Có một số demo thì nó sẽ giới hạn trong khung giờ nhất định là tầm kéo dài 7 ngày của sự kiện. Một số demo thì đã ra trước, còn một số demo thì bắt đầu tung đúng ngay cái dịp này. Thì rất nhiều con game bom tấn mà đến 0 giờ được ra mắt luôn. Thì đúng 0 giờ đêm nay anh em có thể chơi. Trải nghiệm các bản demo nha, bản demo thì còn tùy. Ngoài trải nghiệm demo thì anh em có thể giao lưu với các tép nào, nhận được cái tin mà độc quyền hay là những cái công bố gì đó. Họ chờ sự kiện này. Đến đó thì tới giờ 0 giờ đêm nay là bắt đầu anh em có thể tải và chơi được mấy bản demo đó. Thì game tôi cũng có trong sự kiện đó luôn, anh em nào thích thì có thể thử qua. Còn hỏi để lại mà một wishlist là cũng được rồi. List game mà cũng làm biết quảng cáo nữa. Hiện tại chờ tới ngày ra mắt thôi. Tiếp tục gói đồ ra phần thôi. Lần này có anh em kêu bấm vô thử random chơi. Dính nào hay hay thì chơi đó luôn. Chắc đội cũng thử hoàn phát gì. Này, Joker. Joker thì nó random hết. Chú hề. Chúng ta không biết sẽ rơi vào cái gì cho đến khi nào. Thì tăng hết cái trường đạn đó. Thiếu tí điểm. Tăng cho đều đi. Hiện tại cái này thì không cần, không cần nữa đâu. Đó. Quan trọng nhất vẫn là ở không gian coi đồ, anh em nào mới đi chơi nên lấy cái này. Còn tới 200 điểm lận. Lấy luôn cái phạm vi giặt đồ đi. Chờ này đã hết rồi. Đổi lại cửa hàng miễn phí cũng ổn lắm. Bán dược phẩm thì cũng không cần lắm. Rồi, đúng không đồng luôn. Joker thì chúng ta vẫn không biết là gì. Vô găm hả? Vô găm thì anh em quan trọng nhất là cái tốc độ đánh. Cái thứ hai là cái phạm vi tầm đánh. Cái điểm tầm đánh rất là quan trọng. DPS rất là thấp nha. Đánh cực kỳ chậm. Mình sẽ tăng ở giữa nha, tại vì cái dao găm này nó hình vuông, nó sẽ xếp vô cái hình vuông rất là dễ chọn. Mỗi tầng triệu hồi một kẻ địch ngẫu nhiên bị đánh dấu, nếu kẻ địch tinh anh thì đánh dấu kẻ địch tinh anh đó, tiêu diệt kẻ địch đánh dấu thì nhận bình thuốc đặc biệt tăng được sức mạnh cận chiến đấy. À rồi, ok, mình sẽ nuôi cái dao màu tím này. Cái dao màu đen này, cái dao màu đen này anh em nuôi ở cái mà dao đầu tiên thôi nha. Tại vì anh em nuôi cái dao trắng á, nuôi cái dao này mà màu trắng á, nó là bậc một á, thì sau này về sau anh em cũng phải bán nó đi à. Thì cái dòng nội tại của nó là còn một sát thương cho mỗi 20 kẻ địch tiêu diệt á, nó không có tác dụng nữa. Lúc đó thì phí lắm. Chuột tôi nó hơi có vấn đề đấy. Giờ kéo thả nó không có mượt. Chữ mượt là cái gì vậy ta? Mượt là cộng tốc độ tấn công. Nhưng mà ném thì nó quan trọng hơn. Ném anh em cần rất là nhiều vô tầm đánh. Tốc độ tấn công, tốc độ di chuyển may mắn. Cái này DPS 48, 44, chưa cần. Cái này ném thì nó vẫn là cận chiến nha. Đó anh em nhìn cái hình chỉ số sử dụng 70% là hình cây kiếm á, chứ không phải là nó là dạng tay dài đâu. Nên lấy hút máu sớm không?
Bỏ cái này đi, lấy cái này cho nó tăng đao. Đây là phi tiêu cũng dạng ném nè, rất nhiều đồ ném luôn. Thì sau này tăng phạm vi thì chắc tôi chuyển qua là bui thêm mấy bộ vô găm nữa. Ném thì có cái khuyết điểm là chỉ đơn mục tiêu thôi. Chỗ này quái nó đông, với mà anh em không đủ đam thì cái ném nó bất lợi lắm, trừ phi anh em ném rất là nhiều và liên tục. Lên được 3 level thì cũng tạm ổn rồi. Cái này phi dao nó vẫn tính là dao nữa ta, là ghê chuột vô rồi vẫn tính nè, tỷ lệ chí mạng nè. Còn cái phi tiêu này thì 53 cộng 8% nãy, nên chỉ giữ chắc một cái dao găm thôi. Chuột có vấn đề thiệt rồi, kéo nó không có được một nữa. Này, để cái này ra ngoài, người nhét cái dấu cộng vô đây cho cái dao nó xài lại. Sao cái gì ta, nó cứ kịch 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 như thế này. Không phải đặt hai cái này vô gần vô nữa chứ không được. Rồi vào sau đi. Nó mới cộng cái gì cận chiến á, sức mạnh cận chiến cộng 20 à, tức là ném mạnh hơn. Thì bây giờ mình cần tăng vô cái tốc độ ném, tốc độ tấn công á, với số lần nãy. Đó, mình đã tắt được hàng này, hay là để trên giữa luôn đi, để trên giữa luôn đi. Găng tay cũng được, mà nên bui cái này nữa. Tốc độ tấn công mình đang rất cao luôn. Vậy là mình nên bui mấy cái món đồ nhỏ nhỏ để tăng tốc độ tấn công, giảm sức sống. Rồi ok, con này là tốc độ tấn công cao thôi. Cộng 1 sức mạnh cận chiến là bèo quá vậy ta. Vậy là 20 tầng với cộng 20 sức mạnh cận chiến thôi. Hút máu mình vẫn rất là chậm nha, 4%. Đã
đam cũng rất là thấp nè. Nên được 2 level, không được 3 level nữa nhé. Cái ghiều, cái dao đen này không lấy đâu. Chắc đặt một cây nữa ở đây được không ta? Tí nữa đi, giờ nó level 1 mà không quan trọng cho lắm. Tăng như thế này thì chỗ đâu mà đặt đồ nữa. Đi thôi. Còn một sức mạnh cận chiến, vậy tính ra một tầng mình một điểm như vậy thì hết tất cả các tầng cũng không lên được nhiêu. Tỷ lệ chí mạng thì cũng tạm tạm ở đó, chưa nhiều. Sau này mua đồ thì dắt mới lên nhiều thôi. Nên lấy cái này không ta? Rồi đi tiếp thôi, còn đổi miễn phí được. Kiếm cái nào một lót gắn đây nữa không ta? Có mặt nạ mà trừ 4 tầm đánh đâu. Không, con này quan trọng là tầm đánh đâu. Đó, bắt đầu quái nó đông ra là mình đánh không kịp, là bắt đầu thọt thọt rồi đấy. Mới gớt được một cái nè. Lên cấp không? Có cái thùng nào lên level không? Mấy cái đồ lặt vặt này mình lấy cũng được đó nha, tại vì nó cộng cái nội tại cho mình là mỗi món là 6% á, nên mấy cái đồ nhỏ lẻ thì cứ gom sạch cho hết đi. Đây có một cái bậc 2 rồi, cái này thì tí nữa tôi lấy luôn chứ không có bán món nào đâu, nên tạm thời lưu ở đó đi. Nó 5 lót thì bây giờ mình chỉ cần lên 2 level ở tầng này rồi đúng rồi. Biết đủ lên để vào không đó. Không kịp luôn, lên đúng một level thôi bắt đầu thọt nhiều rồi, chưa gì có dao màu đỏ nào.
cũng được, lấy cái dầu cũng được. Dao này bao ô, bao ô thì chắc bán món này. Cái này nên lấy nha, tại nó có một ô đồ à. Tôi bán cái này đi. Cái này cũng ngon nữa. Tốc độ tấn công mình đang 128. Thì bây giờ cái cần tăng nhất là cái sát thương nè. Về sau tôi sẽ bùi cái chỉ số sát thương nó lên là được. Tại vì sức mạnh cận chiến mình có cái hai tầm đó thì qua từng rau rồi. Tới vòng cuối cùng mình bán cái đó luôn. Tới cái quay cuối đó là mình bán bỏ cái đó luôn. Cái nhân vật này tôi chưa có chơi lần nào cả nên cũng chưa biết là ưu lợi của nó ra sao nữa. Phải nên lấy tỷ lệ chí mạng hay là lấy hút máu nữa, đâu lấy hút máu đi. Đây lấy hút máu nhưng mà nó xuống một hút máu cũng đang cần này, bán được rồi không chích không. Sẽ từ mình thấp đó mày không thấy bỏ được đó. Cái này ngon nè, bán này. Cái mặt nạ thì mất tầm đánh phí lắm. Cái ngón tay này thì vẫn ngon nhưng mà chưa nên lấy số. Rồi đi thôi. Giao sau là mình chỉ có một máu thôi đó nha. Tại mình lắp cái này vô rồi. Nên gán mà cẩn thận. Tầng 10 không dám lấy đâu, tầng 9 thì mới dám lấy. Có thùng không? Ba cái thùng, hai cái thùng nổ, cái thùng thịt, bốn cái thùng. Hai đeo vào thì ở mức tầm tầm thôi. Nên đặt nó ở dưới này thì ngon hơn. Nên đặt nó ở dưới này đi.
Đặt nó ngay chỗ này. Rồi đồ như đống rác vậy rồi. Đây. Đây cái ngón tay mất tí tài nguyên mà không sao. Lấy luôn cái này. Hy sinh cái này. Con mình thì vẫn đeo cái đai lưng đó rồi. Sức mạnh cận chiến 33. Quay này có hai con quái to to. Rồi quái tinh anh đâu ta? Đây nè. Mình chỉ đánh nhanh thôi chứ chưa có sát thương. Bây giờ buông sát thương mới rồi được. Số lượng vũ khí thì chắc như vậy là đúng rồi, không cần thêm nữa đâu. Mất hút máu là lấy không được rồi, nên làm thêm vài bộ tiểu lý phi đao nữa. Bộ này ơi, xin ngầu. Xí ngầu có may mắn lấy luôn. Bây giờ bắt đầu mình thay cái vàng xin sò này vô được rồi đó. Con mắt trừ 10 tầm đánh là để méo ổn đâu. Đồng hồ trừ 3 tốc độ di chuyển cái được rồi. Xí ngầu mắt chỗ lắp rồi. Đây cổng sát thương đây. Chắc hy sinh cái này. Cái sát thương rất là quan trọng nha, tại vì mấy cái này cao mà sát thương nó không lên là rất yếu luôn. Mình sẽ tập trung vô cái nữa là tốc độ tấn công giờ đúng rồi, tập trung cái nữa là sát thương thôi, không còn mấy cái khác. Từ máu với giáp nữa chứ, mỏng quá thì bốc hơi cái là đi luôn á. Trang bị thì như thế này là chắc được rồi, không thêm nữa đâu. Có mở mở ô dưới hoặc là dời tất cả cái này lên luôn. Rồi đi thôi. Vũ khí nhiều và đam yếu thì nó không có lợi lộc gì hết. À, tí nữa lấy cái đứng yên để tăng tốc độ tấn công cũng được đó. Tầm đánh mình đang nhiêu đó? 12 à. Lấy cái tầm đánh để con dao mình nó phát huy cái tốc độ. Game này tôi chưa thấy cái thùng nào ra kinh nghiệm cho nha. Nhân phẩm nó đen vậy. Năm giây nữa, 5 giây nữa thì đi gom đồ. Tại được cái gàn những cái hút máu. Ở xây quanh cái ô dưới này thôi. Cái dao màu tím này cũng được. Tốc độ di chuyển thấp một tí à.
Thôi không cần đâu. Cái dạo này chắc thanh lý nó luôn á. Nên không ta? Thanh lý cái dao này mình sẽ đặt cái dao nữa ở đây cho nó dính vô hai cái này. Cái này là dính ba bốn cái này nè. Hai hai bốn, cây này có 161 thôi. Cái đồng hồ luôn. May mắn mình 22 mà sao gôn đồ nó ra đồ cùi không ta? Có cái độ gì thay mấy cái này không? Đây 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 đây. Rồi sao mình kiếm chỗ mình nhét cây song kiếm vô. Như vậy thì chắc đặt ngay đây. Nó hai cái ô vuông ở giữa. Mình có thể đặt như thế này. Rồi tí nữa tính, tí nữa có lót thì dễ suy nghĩ thôi. Đàm mới phải 100 mà. Ê giá. Con nào mới bắn là gì mình như ta? Phải di chuyển rồi chứ không đứng được rồi. Kìa, mới thấy cái level. Ôi giời ơi, 12 tầng, gần trăm cái thuộc. Cái nữa không? Mở trên đi. Cái này tôi sẽ dời lên trên này. Thiếu video này thiếu video đó thì kệ nó thôi chứ biết sao. Rồi không tiền thì nên gom. Trái tim đây, tốc độ tấn công mình nhanh lắm rồi, lấy cái này vẫn có lợi không, nhưng mà mất 500 hút máu là coi như giảm trực tiếp cho trái tim này. Nó sẽ trừ mình lên cao đó, bỏ ra thứ này, bỏ ra thì còn có 7 à.
Bây giờ tập trung bôi vô cái chỉ số hút máu được rồi. Còn lại mấy cái kia là có gác thôi. Cái này chỉ có dân nhà giàu mới chơi. Cũng được, lấy bây giờ thì tới tuần cuối mình bán nó đi. Tới tuần cuối mình bán cái này đi. Cái bây giờ bên đây là khá là phế nè. Cái này phế nhất. Rồi ok. Đâu quái đánh dấu viên quái tinh anh gì đâu. Đảo ngã. Bây giờ mình giết ba con là lên đóng cái thương quá. Lên nhiêu rồi? 53 luôn rồi. Máu hút vẫn rất là chậm nha. Nổi dậy trừ hai máu cũng tương đối thốn. Hút máu mới có 31 à. Kiểu này rất là chậm, có dao đỏ nè. Dao đỏ thì để đây rồi. Không, để đây chứ. Dao đỏ nên để đây. Trời ơi, con chuột. Xuyên thấu này chỉ tính đến cái đạn đạo thôi. Tốc độ di chuyển mình đang rất là chậm luôn. Tỷ lệ né là 5, chỉ 9. Cũng được, lấy đại tại đi. Tăng tí né. Bán cái này. Lắp cái găng tay vô. Đây, cái này ngon nè. Giáp mình đang 15, giáp rất là ít luôn. Bán cái nữa hả? Chắc bán cái hai giáp này quá. Cái này lấy tăng ép mà bây giờ là hơi trễ rồi. Cái đồng hồ này cũng được, không nên bỏ. Hút máu bây giờ cũng quan trọng lắm, cũng không bỏ được luôn. 20% kinh nghiệm là không có ít đâu. Nhưng mà thôi, nào lên cấp là tính. Đam này được 100 mấy rồi đó. 26, 72. Con này chém gió ghê vậy.
xài cái vũ khí ném này mình có một cái bất lợi nữa nha, bất lợi liên quan đến cái nội tại của cây dao găm màu đen á. Cây dao găm nó không có giết địch được, tại vì quái nó có lại gần mình được đâu, không giết địch được, thành ra nó không có sẽ tắt điểm đâu. Tính ra cũng hơi phí. Đây nè, cây dao nè. Hút máu này gần tay à? Không phải, mua cái này vẫn được nha, tại vì mình có cái mà cái nào đâu màu đỏ đỏ đâu rồi. Đây nè, cộng một cái địch tinh anh nè, mình giết quái tinh anh thì cộng 500 sát thương với hai giáp, nên bây giờ mình uống cái này vô thì nó không có cần lên máu đâu. Uống cái này vô chủ yếu là lấy thêm thằng địch tinh anh cho mình giết thôi. Chi mạng 57 cũng được. Cái này né với chi mạng luôn. Nhưng mà mất hút máu là ảnh hưởng trực tiếp đến đam mình là không được. Lấy cái ngón tay cũng được. Hai cái này cần lấy hết. Cái ngón tay này nên em đọc mà chú thực hồi chiến thì chắc cũng biết rồi chứ gì. Còn vừa sát thương cũng được. Cái này cũng cần thiết. Né 20 gắn vô lên né 37. Tốc độ di chuyển mình thấp quá. Rồi đi. Đâu quái tinh anh đâu, tập trung thịt hai con đó trước, nó ở đây rồi, một con, hai con, ba con đó, ba con là mình hồi nãy là 5 giáp, bây giờ lên được mười mấy giáp nữa, 4 con chứ, 4 con mới lên được là 8 giáp nữa. Thì dù anh em không mất máu thì cứ nên mua cái bình máu ở đây, không bổ ngang cũng bổ dọc thôi, nó chỉ có ba mấy đồng mà tăng được tí sát thương với bằng đóng giáp này. Tính ra con này chơi là mắc nhàn lắm, không biết giết boss sao thôi. Trừ 4 may mắn, sát thương với sức mạnh cận chiến mình cao rồi, cái này cũng chưa cần. Hút máu thì cần rồi. Nếu lấy chữ T này thì phải bán một cái. Nhưng mà nên bán cái gì? Rồi lắc luôn rồi. Lắp chữ T vô trước đã. Dầu tím, dầu tím mình có cây dầu xanh này thôi. Dầu này thì chả cần lắm. Móc tím cũng được.
móc chữ T đó thì đặt cái dao này quay ngang qua, đặt cái chữ T đó vô đây, ba hai ô này. Ok, hai level nữa, cố từng này được hai level đó, đam lên 200 mà tỷ lệ chí mạng rất là nhiều luôn rồi, hầu như là màu vàng không, chí mạng 63%. Lại thùng nổ. Kể từ này mình đặt mục tiêu là hai đầu bờ được rồi, không nên đòi hỏi cao. Ok, có cây rìu màu đỏ này, này đi với cán dài chứ mình không có lợi lộc gì mấy. Tôi cần cái ô trên này nè, một ô đây nữa. Cái chữ T này ô bên đây chứ nhầm. Rồi giao sau đây, giao sau bán hai đồng hồ. Nó đâm được cái là xong, một sức mạnh thành chiến. Giáp mình nhiêu mà giáp 17. Hồi nãy 5 lên 13 quay trước thì lên 15, quay này lên 17. Mình còn 2 tầng nữa. Cảm giác đam mình nó hơi thọt rồi đó. Hay là bỏ ngày cũng đó, hy sinh này đấy. Cái gì?
Như thế này cũng được. Đấy còn trái tim đây nó quên đó. Cái này quay cuối mình bán rồi, hai quay nữa. Phi tiêu đỏ, ngay đây rồi. Cái sừng bò cộng 3 máu cho mỗi giáp vật phẩm, mình chả có máu giáp gì hết. Sừng bò này lên đấy không ta? Không, cái này di chuyển thì nó nhanh, còn cái này đứng yên thì nó lại nhanh. Mình đi thôi, còn 3.000 tiền. Ý. 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 Trời, nó chém gió rồi kìa, không lấy bất tử rồi. Dính cái cục chém gió cái 30 máu trời, ý là giáp mình đã cao rồi đó nha. Lại quạng hồi con boss nó đùa mình cái là đi luôn đó. Cái này cũng được nhưng mà tầng 18 rồi, vui ra sao là 19 luôn rồi. Với cái này nó tăng tốc độ di chuyển nha, của nó tăng tốc độ tấn công nha. Đây 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 đây, được. Lấy cái này sáu trăm tốc độ di chuyển, mất 10% tỷ lệ chí mạng cũng được. Đồng hồ nhiều quá rồi nên bán bớt vài cái. Cái này nó hình vuông hả? Giờ sau mình thanh lý mớ đồ, quay sau đi. 19, quay sau là boss cuối đó nên sẽ hành lý bớt mở đầu. Giờ đam mình lên 4-500, mình sát thương lên 200, máu mình để dưới 100 nữa, máu dưới 100 để mỗi giây nó trừ một máu thôi. Nguyên một con game này tôi chỉ được một lần duy nhất có cái thùng là level thôi nha. Mặc dù đã bui chỉ số may mắn từ đầu rồi đó. Cái thùng level gần như là cái thùng ngon nhất trong game này luôn. Thùng máu thì nó vẫn ăn khi anh em đầy máu nên là không tới dụng. Cái thùng nổ thì đôi khi lại bất cập hại. Nhất là khi anh em lưu quái tốc độ cao thì cái thùng nổ nó là ngược đời á.
Cái này thì đi với hồi phục, chỉ số phục hồi mình có 5 mà, nên không thấy dục gì đâu. Bây giờ mình sẽ thanh lý mớ đồ nè, cái này đầu tiên nè, là bán ra đi. Tại vì quay cuối rồi, nó không thấy dụng gì đó chứ. Với một cái nữa là tinh anh mỗi từ. Đây. Đó, cái này thì bây giờ nó hết tác dụng luôn rồi. Bán luôn. Còn cái nào nó không, cái nào theo tầng hồi nãy tôi nhớ hình như là còn món nữa cái gì á. Chắc hết rồi. Bây giờ là thời gian shopping. Dù cực kiếm. Cái dao này DPS 1600 luôn nè. Mình có tầm đánh rất là cao nha, 50 nè. Nên cái dao này bây giờ nó đánh cũng rất là ngon ngẻ đó. Phi tiêu màu tím. Lấy luôn cái phi tiêu cũng được. Lấy cái phi tiêu thì tôi sẽ đặt nó ở đây. Người hai sức mạnh cận chiến là rất là khiếp đó nha. Bốn sức mạnh cận chiến. Xét lương 2500 không cần cho lắm, chí mạng cũng cần nữa. Bây giờ cái này là cùi nhất, chắc bán cái này. Dao găm màu tím, phi tiêu màu tím. Giờ kiếm chỗ nhét nó vô. Ê, đi bán cái hút máu trời. Né tránh mình 40 cũng được. Tốc độ tấn công với cận chiến rất là cao rồi. Có cái đồng hồ nào thì bán cái đồng hồ. Lấy cái này vô. Lại dao màu đỏ. Cái nãy cũng được á, tại máu mình có 80 à, lấy cái nãy thì cũng ngon. Đi chậm hơn rất là nhiều luôn nha. 3 4 6 7641 7651 372. Đi chậm hơn rất là nhiều mà cũng được. Cái này cũng bán nè. Hai tỷ lệ chí mạng bây giờ là vô dụng. Do màu đỏ, sách màu đỏ. Cái nào tốc độ di chuyển cao thì mình có thể bán nó được. Đây cái này cũng bán luôn nè. Cái dao găm này nên đặt ở đây mới đúng. Đây để cho cái này màu đỏ này nó ké được miếng nữa. Bây giờ gắn cái này vô đâu ta? Chắc đây quá. Không, ở đây nè. Đây kéo được cái cây hút máu nè. Không, nó không tác dụng quái được. Chỉ cần đặt nó gần cái màu đỏ này là được. Hoặc là cái phi tiêu. Thực ra mình không cần đâm nữa. Ủa, à.
bao bao hình con quái chả sao. DPS nó có tới 2k2 nữa. Không chấm 11 giây tầm đánh 142. Vô tốc độ tấn công không à, máu mình dưới 50 rồi, giờ có cái bình thuốc kia thì cũng được á, hết tiền luôn rồi, mua được cái ngón tay nữa rồi, đi thôi. Còn tôi vẫn không biết là có khả năng thắng không, giáp mình rất là nhiều, máu mình thì rất ít nhưng mà chỉ số hút máu bù lại, tốc độ di chuyển cũng chậm nữa. Đau đau đau, con boss nó đau hơn mình đó, rồi bốc hơi luôn rồi, méo gì nhanh vậy. Rồi ok, nói chung là vô random vô con này lần đầu tôi chơi đó, trước thì cũng chưa thử qua nó lần nào. Con này anh em bui tốc độ đánh khi có tốc độ đánh rồi, với cái đồ ban đầu của nó cái màu vàng vàng nãy tôi bán á, nó đã cộng sát thương rồi, cộng sát thương cận chiến rồi, nên anh em chỉ bui cái cuối cùng là cái sát thương thôi. Con này cũng khá là dễ chơi nha, nhẹ nhàng luôn, rồi rảnh rỗi chút xíu thì chơi nhiêu đó thôi. Ok, bye bye anh em.